đây xe dơ bụi. Bụi. Trời ơi. Xe dơ lắm nha mọi người. Cũng là dơ luôn. Và hôm nay mình sẽ thiệu bằng chai mà để rửa xe, bột khô. Đây. Các bạn chỉ cần lắc lên thế này. Mấy hàng tục. Đây mình nhìn thấy đây. Đây kết quả sau một hồi mình đã lau chùi bằng chai bột khô. Đây mình bật bát mình quay cho bạn coi. Còn như mấy cái bụi á, nó đã biến mất. Nhỏ bụi đã biến mất. Đây, chai bột khô nha các bạn. Khoảng 100.000 một chai thôi. Cảm ơn các bạn.